Hello, Kiều xin chào cả nhà. Ở video này thì Kiều sẽ giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm mà rất là nhiều chị em của mình là rất là sợ khi mà mình mua hàng giả, hàng nhái ngay trên thị trường. Thì hiện tại bây giờ là giá niêm yết của sản phẩm là 295.000 nha các bạn. Những bạn nào mà mua sản phẩm mà rẻ hơn thì mình nên xem lại là sản phẩm của mình có đầy đủ mã bảo hành hay không, có tem bảo hành, có tem chính hãng, cũng như là khi mà các bạn mua hàng thì sẽ có đầy đủ các thông số của mỹ phẩm thiên nhiên linh hương hay không, hay là bị gạch tẩy xóa mã và xâm hại sản phẩm, xâm hại quy cách đóng gói của sản phẩm, cũng như là mất mã. Và khi các bạn mua những sản phẩm đó thì có thể là họ đã sẽ gót những cái chất độc hại vào bên trong sản phẩm, thì các bạn là người tiêu dùng thì các bạn sẽ không biết được bằng những mà bạn mà bán hàng, hoặc là giống như Kiều bán hàng cho các bạn. Thì ở đây sản phẩm mà chính hãng thì sẽ có phiếu bảo hành 10 triệu bên trong sản phẩm nha các bạn. Và khi mà các bạn mua sản phẩm Lady Care của Linh Hương thì cái lọ Lady Care này nó sẽ có cái chữ H là tầm là một chữ rưỡi thôi nha các bạn, và cái chữ của nó rất là nét và mảnh, và nhìn cái lọ, cái chai nhựa này nè các bạn, nó rất là chắc, và nó nói chung là ở đây là cái dạng mà chai chai cực kỳ là dẻo đó, và cái chất liệu làm nên cái chai Lady Care của Linh Hương chính hãng á, nó rất là nhìn nó tinh tế hơn. Còn cái sản phẩm mà hàng giả và hàng nhái á thì các bạn nhìn nhìn nó nha, các bạn nhìn xem nè, đây đây là sản phẩm hàng giả và hàng nhái nha các bạn. Hàng giả và hàng nhái sẽ có hai chữ H liền kề và cái nắp của nó không bao giờ đóng chặt được. Nên là những chị em nào mà mình mua cái sản phẩm mà giả và nhái rồi thì mình nhớ xem nha, nó sẽ khác hẳn so với là cái sản phẩm chính hãng. Nên là những chị em mà mình đã mua mà mình đã thấy là cái sản phẩm nó khác hoàn toàn á thì mình nên bỏ ngay đi, tại vì những cái sản phẩm đó nó sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Tại vì đây là sản phẩm mà dùng cho vùng kín thì đương nhiên là các chị em mình sẽ lựa những cái sản phẩm mà ok nhất, an toàn nhất. Và sản phẩm Lady Care của Linh Hương nó sẽ giúp là vùng kín của mình làm hồng và siêu tích, đặc biệt là nó sẽ điều trị viêm nhiễm khí hừ, huyết trắng rất ok luôn. Những chị nào mà sau sinh thì vùng kín là thường hay rộng và thâm nè. Vùng kín của mình là nếu như mà mình bị gạch tầng sinh môn thì mình có thể là sử dụng ngay cái sản phẩm Lady Care này để mà mình vệ sinh hàng ngày, nó sẽ giúp cho vùng kín của mình rất là mau lành những cái vết khâu đó, và nó tránh cái tình trạng mà bị viêm nhiễm chẳng hạn. Và nó sẽ giúp cho chị em mình là đào thải những cái khí hư huyết trắng ra bên ngoài. Và khi mà các bạn sử dụng á, thì mỗi ngày các bạn sử dụng 2 hoặc là 3 lần, mỗi lần các bạn cho 2 đến 3 giọt vào lòng bàn tay, và sau đó các bạn massage lên vùng kín, massage lên vùng kín từ 1 đến 2 phút, sau đó các chị em mình rửa sạch lại với nước là ok nha các chị em. Và sản phẩm này nó sẽ giúp cho các chị em của mình là cân bằng độ pH của vùng kín của mình nè, làm cho trẻ hóa vùng kín, mềm mại vùng kín hơn. Những chị em nào mà tình trạng mà đau gát và bị khô hạn nè, bị huyết trắng nhiều nè, và bị hôi nè, bị ngứa thì mình nên sử dụng ngay cái sản phẩm là Lady Care của Linh Hương ngay lập tức luôn. Tại vì khi mà các bạn á chần chừ thì nếu như mà mình vô tình bị những bệnh mà viêm nhiễm nè và bệnh nặng hơn thì mình sẽ tốn tiền đi bác sĩ nè, thì nó sẽ nhiều tiền hơn, trong khi một lọ Lady Care của Linh Hương chỉ có 295.000 mà mình sử dụng 6 đến 7 tháng mới hết lận đó chị em. Và cái mùi hương của sản phẩm Lady Care chính hãng của Linh Hương á là nó sẽ lưu lâu hơn 3 giờ, và nó rất là thơm thơm cái mùi của hoa cúc la mã. Hoa cúc la mã thì nó sẽ giúp cho vùng vùng kín của mình là phục hồi tế bào. Tại vì khi mà các bạn cũng có thể biết á thì mỗi năm á, chúng ta là càng lớn hơn 1 tuổi á thì cái lượng tế bào chết cũng như là những cái cấu trúc tế bào nó sẽ ngày càng xuống cấp hơn. Khi mà chúng ta vùng kín mà không có một cái giải pháp nào để mà mình phục hồi nó thì nó sẽ dẫn đến là bị lão quá nè, lão quá nè, nó sẽ đen sạm nè, và nó héo lại nè, khô lại nè đó, và nó sẽ không có được căng, và nó không có được hồng như ban đầu nữa. Nên là những chị em nào mà đang gặp cái tình trạng đó thì mình nhớ là sắm ngay một cái lọ Lady Care, mình rửa hàng ngày thôi các chị em, mỗi ngày mình sử dụng 2 hoặc là 3 lần thôi là mình sẽ có được một cái vùng kín là vừa khỏe mạnh vừa sạch sẽ nè,
không có viêm nhiễm nè, không có khí hư và khí trắng nè đó. Và sản phẩm này sản phẩm này có lại có phiếu bảo hành 10 triệu nữa, mà mình sử dụng được vừa lâu nè, vừa tiết kiệm tiền nè, vừa được an toàn hơn đó. Nên là có rất là nhiều chị em mình chọn cái giải pháp này, và các chị em mình nếu mà mua sản phẩm Ladycare của Linh Hương thì mình nên sử dụng ngay cái sản phẩm chính hãng nha các chị em. Sản phẩm chính hãng được bảo hành kích ứng đổi trả hoàn toàn. Và những chị nào mà mình mua cái sản phẩm chính hãng thì mình sẽ lưu ý một là những cái vấn đề như thế này đây. Thứ nhất, mình mua ở những nơi uy tín, đại lý hoặc là tổng đại lý hoặc là chi nhánh hoặc là những nơi mà có ảnh bìa của mỹ phẩm Thiên Nhiên Linh Hương đó, thì các bạn sẽ được mua sản phẩm chính hãng và được bảo hành 100%. Và khi mà các bạn mua hàng thì sản phẩm sẽ có một cái tem, tem ở đây là tem chìm có logo của mỹ phẩm Thiên Nhiên Linh Hương, và sẽ có đầy đủ thông số như thế này, sẽ có 4 thông số và không hề bị xóa mã, gạch mã cũng như là xâm hại quy cách của sản phẩm chính hãng. Và những cái sản phẩm mà không đầy đủ mã, không đủ quy cách của sản phẩm chính hãng á, thì các bạn sẽ không được bảo hành, cũng như sản phẩm đó không phải là sản phẩm chính hãng của mỹ phẩm Thiên Nhiên Linh Hương. Và những bạn nào muốn mua sản phẩm mà chính hãng thì các bạn nhớ Zalo với Kiều 0977761748, hoặc là các bạn có thể là lên website linhhuong.net.vn để đặt sản phẩm này, để mà được sở hữu sản phẩm chính hãng cho các chị em. Thì ở đây Kiều sẽ có cái sản phẩm Ladycare. Ngoài sản phẩm Ladycare thì có rất là nhiều dòng sản phẩm của mỹ phẩm Thiên Linh Hương, như là sản phẩm chăm sóc da, sản phẩm dùng cho body, hoặc là mình dùng cho cả tóc luôn đó, và cả là son môi của Linh Hương cũng có luôn nha các bạn. Những bạn nào mà quan tâm muốn mua dòng sản phẩm của Linh Hương thì các bạn có thể là add Zalo với Kiều qua số điện thoại Kiều vừa đọc đó, hoặc là vào website để mà mình được tham khảo những cái sản phẩm khác của mỹ phẩm Thiên Nhiên Linh Hương, đặc biệt là hàng chính hãng thì sẽ an toàn hơn. Và cái sản phẩm Ladycare của Linh Hương thì dùng được cho trẻ nhỏ nè, tắm gội gơn sảy nè, hoặc là mình bị kích ứng đối với những cái sản phẩm khác thì mình vẫn có thể sử dụng sản phẩm này để mà mình rửa, nó sẽ giảm tình trạng bị kích ứng, ví dụ như là bị viêm nè, hoặc là mình đang bị gàu trên đầu nè, hoặc là mình đang ngứa da đầu thì mình vẫn có thể sử dụng để gội đầu được nè, dùng để rửa mặt được luôn. Để rửa mặt nếu như mà tình trạng các bạn đang bị mụn viêm chẳng hạn thì sản phẩm Ladycare nó sẽ giúp cho các chị em của mình là nó sẽ diệt khuẩn nè, tại vì ở trong cái thành phần của Ladycare nó sẽ có tinh dầu lá trầu không nguyên chất. Tinh dầu này nó sẽ giúp cho kháng khuẩn nè, diệt những cái con vi khuẩn cực kỳ hiệu quả luôn, và nó sẽ giúp cho các chị em của mình á là không còn bị ngứa nè, không còn bị hôi, cực kỳ là hiệu quả luôn. Và ở đây á, những chị em mà mình ví dụ như là mình sau sinh thì mình có thể sử dụng sản phẩm này, ngoài sử dụng nguồn kính thì mình vẫn có thể là để tắm luôn, và không giới hạn độ tuổi, không giới hạn giới tính là nam hay nữ đều sử dụng được cái sản phẩm Ladycare của Linh Hương. Nên là những bạn nào muốn mua thì là nhớ anh bút ngay cho Kiều qua số điện thoại là 0977761748 nha, tránh trường hợp các bạn để lại số điện thoại ngay trên YouTube của Kiều. Chào cả nhà.